Anh lấy một cái. Bây giờ rồi đấy. Dạ, chào cô. Ơi. Rồi, chào dạ. Diễm. Chào anh. Hôm nay hơi lạnh ha. Dạ. Tại anh ra đây nó lạnh đó anh, mấy bữa dạ. Anh không ra nữa nó ấm. Trời kìa. Có. À. Bà bay chuối luôn. Nói gì không hiểu gì hết trơn à. Dạ quý vị các bạn thân mến, hôm nay thì những ngày giáp Tết, còn 2 tuần nữa là đến Tết rồi thì Calaman đi về có dịp đi về Tam Ôi có dịp đi về Tam Kỳ Quảng Nam nên là tranh thủ ghé thăm chị Diễm, với lại cũng thống nhất là một số thứ và cũng xin trân trọng giới thiệu với quý vị các bạn là mình sẽ mời chị Diễm tham gia trong cái chương trình show diễn cuộc đời tập thứ 6. Dạ, Diễm xin kính chào tất cả quý vị khán giả của kênh anh Calaman. Dạ. Ủa bít đâu vậy? Kéo cái ghế qua ngồi nên để cứ gọi tới gọi lui hoài. Qua ngồi hỏi chị, trao đổi với chị bài vở đâu phải làm sao? Dạ. Dạ. Thì qua là em có tới. À qua em tới rồi hả? Rồi ok. Chị em cũng có trao đổi siêu. Thì hôm nay chị kể lại cho anh Calaman nghe đi. Là hôm qua ở trong cái danh sách những cái bài hát mà chị Diễm chọn để chuẩn bị cho diễn thì em mới hỏi là em về em phải hỏi chị Uyên để mình coi lại có bài nào hợp phù hợp. Rồi em hỏi là có đặc biệt đó là trong cái danh sách đó có cái bài nào mà chị Diễm thích nhất mà nó có cái kỷ niệm gì mà phải mình phải hát được cái bài đó hay không, thì chị Diễm cũng có kể. Thì hôm nay chị Diễm kể lại cho anh Calaman nghe cái bài đó đi. Dạ thì hôm qua em cũng có trao đổi sơ với lại chỗ Bích. Thì trong những cái bài mà em chọn thì có một cái bài cũng có kỷ niệm xíu là bài Đường Xưa Lối Cũ. Thì cái bài này là vô tình thì em cũng, tức là ngày xưa thì em cũng nghe các cái nghệ sĩ lớn hát bài này rồi, nhưng mà lúc đó em còn nhỏ. Thì khi mà em đi thi giọng hát bolero toàn tỉnh Quảng Nam thì em nghe có một cái anh đó, anh hát cái bài Đường Xưa Lối Cũ. Thế là tự nhiên em là cảm nhận được cái hình ảnh của người mẹ cũng như là những cái lũy tre làng quê. Và tự nhiên làm cho mình cảm thấy mình ngắm cái bài này. Thế là tự nhiên em lại thích. Nhưng mà em cũng chưa có đất để mà em dụng võ để mà thể hiện cái bài này. Để đi vài đường quyền. Đi vài đường quyền. Dạ hôm nay thì nói chung là cũng rất là vui mừng khi mà nhận được cái thông tin là em được may mắn là được làm một cái tập cho mình là show diễn cuộc đời. Thì em có cơ hội để mà mình thể hiện cái bài này. Dạ em rất thích. Mình tính là chị Diễm sẽ hát bao nhiêu bài? Dạ mình tính sương sương thì chị Diễm sẽ hát khoảng chừng 8 bài.
Sương Sương hả? 8 bài trời ơi có nổi. Sương, dạ được anh, Sương Sương 8 bài, nhưng mà nếu bình thường dài dài cũng khoảng tầm 12 bài cũng được. Rồi dạ. Sương Sương 8 bài dài 12. Cái này là mình mới tính Sương Sương là mình chưa có tính tới những cái đoạn ngẫu hứng. À. Hát 8 bài một lúc luôn hả trời. Hát khỏe dữ trời. Dạ thì cái này em cũng đã từng làm trên livestream vừa rồi, thì em cũng có một cái người bạn là cái bạn bạn nữ rất là thân, cũng có hôm nay cũng có đến đây. Dạ, thì bạn Hằng thì bạn kết nối qua cái chương trình Facebook của Giọng Hát Việt trực tuyến, đó là em cũng có livestream một buổi thì em cũng đã hát 8 bài rồi. Bình thường luôn. Dạ. Em hát em đàn guitar hay sao? Dạ không, em hát tức là có nhạc đệm. Hát nhạc đệm. Dạ. Guitar thì chẳng qua là em học lỏm cho vui để mà mình phụ thêm cho, để mình tập cho nó chuẩn xíu thôi. Rồi đợt kia này vô thì mời má đi theo không? Mời mẹ đi theo không? Tại vì lúc đó là cận Tết quá cho nên là mẹ em cũng phải ở nhà để dọn dẹp rồi các kiểu, rồi chắc không có ai đi được, tại vì em phải dẫn con bé lớn của em đi, nó dắt đi dắt lại thôi. Chứ vì nhờ ai cũng không được, vì lúc đó là đã 24 Tết rồi. Dạ. Là ngày 5 là trúng 24 Tết. Dự kiến là ngày mấy mình sẽ ghi hình tập của chị Diễm? Ngày mấy? Cái gì 26/1? Hôm qua mọi người nói với chị là ngày 7 tháng 2 là sẽ tối ngày 7 là trúng chủ nhật. Và là tập kế tiếp là mình sẽ quay với lại chú Trần Nên, đúng không? Anh Trần Nên đúng không? Thưa quý vị các bạn, thì tập kế tiếp đây là sẽ quay với anh Trần Nên ngày 30 tháng Giêng. Đúng không? Còn ngày 30 tháng Giêng mình tính du lịch đó để cho bà con dễ theo dõi. Dạ. Còn cái tập sau đó một tuần lễ là sẽ quay với lại chỗ chị Diễm. Diễm Tâm Kỳ, các quý vị các bạn vẫn còn nhớ chị Diễm là đã từng tham gia chương trình Hát Mãi Ước Mơ mùa thứ 3. Và chị Diễm có một cái giọng hát rất là đặc biệt. Và cũng chính vì điều đó cho nên là Trấn Thành cũng cũng rất là yêu quý chị và cũng đã từng làm cho chị một cái MV ha, đúng không? Dạ. Là cái nói chung là cái em là có duyên với số 3. Hát Mãi Ước Mơ mùa 3 tập 3 vòng 3. Hát Mãi Ước Mơ mùa 3 tập 3 vòng 3. Năm 2010 Dạ 2019 anh, chứ không phải 13. 2019 là tính đây là gần 2 năm rồi. Dạ. Kỳ này thì cũng hy vọng là chị Diễm sẽ lại với chúng ta qua cái show diễn cuộc đời. Ngày hôm trước cách đây cũng mấy tuần mình có ra đây trước rồi, cũng đã có quay ghi hình chị, cũng trao đổi với chị trước. Thì cũng thuyết phục, cũng mời chị tham gia. Tính đi tính lại thì mới đầu tính tổ chức ở tại Tam Kỳ, nhưng mà vì thật sự thì cái một số cái điều kiện về sản xuất ở đây nó cũng không có thuận lợi cho lắm. Thì cũng thống nhất với lại chị Diễm là sắp tới thì mình sẽ tổ chức cái show diễn cuộc đời cho chị Diễm tại Cần Thơ. Và cũng rất là tình cờ hôm trước là chị Diễm theo dõi cái chương trình mình làm với anh Thanh Điền á, thì chắc là quý vị các bạn mà yêu mến show diễn cuộc đời là mọi người, chắc là cả nhà mình vẫn nhớ là chỗ anh Thanh Điền, thì chị Diễm cũng có cái nguyện vọng là nếu được thì cho em đi miền Tây một chuyến. Em cũng chưa có đi, chưa biết Chợ Nổi Cái Răng, cũng chưa biết mê Chợ Nổi. Dạ, rất mê Chợ Nổi luôn. Trời ơi, lên Chợ Nổi mà ngồi ca hát là hết sảy luôn nha. Dạ. Rồi giao lưu với anh Thanh Điền đó. Có đất dụng võ. Có đất để dụng võ. Thì cái này thực sự thì thông thường thì mình cũng rất là mình muốn ưu tiên các cái nhân vật của show diễn cuộc đời là ngay tại cái địa phương mà họ đang sinh sống cư ngụ. Nhưng mà một số trường hợp thì vì cái điều cái khi mà điều kiện sản xuất không có thuận lợi á, thì đôi lúc là ban tổ chức suy diễn cuộc đời phải đưa cái nhân vật đến một cái địa điểm khác, cũng giống như Tiếng Rao vậy thôi. Nhiều khi Tiếng Rao họ bán ngay ngã tư đường thì nếu mà tổ chức một cái là đông kín hết bà con, bây giờ ảnh hưởng giao thông rồi làm sao mà tổ chức. Còn ở Tam Kỳ thì kiếm một cái địa điểm lớn thì có, nhưng mà cũng liên quan đến vấn đề khán giả rồi di chuyển của cả ekip. Quý vị các bạn cũng biết rồi, nếu mà di chuyển một ekip với show diễn cuộc đời sản xuất là một cái ekip là khoảng chừng 60 người, thì 60 người mà bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây thì chắc là bà con cũng biết rồi đó nha. Đó, thì cái vấn đề nó sẽ liên quan đến cái phần chi phí sản xuất nó rất là lớn. Tặng riêng một cái chiếc máy bay luôn. Tặng riêng chứ. Trời ơi,
hay là bamboo, hay là giờ mà có bamboo hãng bamboo hay là cái hãng gì mới mới mà việc travel đồ, có hãng nào muốn tài trợ cho khoảng 70 người luôn, cả máy móc thiết bị nữa. Trời ơi, bay chuyên cơ đi làm xô diễn cuộc đời hơi bị oách. Để trên đầu là chuyên cơ xô diễn cuộc đời. Chuyên cơ xô diễn cuộc đời. Cái show quốc tế là chị diễn sẽ trình bày một cái bản tin cổ mạng tôi đúng không chị? Đúng rồi. À, hát tin cổ luôn hả? Dạ. Mà được biết là bác mẹ của chị Diễm là cũng dân tin cổ tổ nhạc. Ờ, dân ca cổ luôn. Ngày xưa, dạ, ngày xưa là ở trong đoàn ca cổ ở của khu phố mình luôn. Địa phương mình luôn. Chuyên hát Võ Đông Sơn, Bạch Tu Hà, Đêm Lạnh Chùa Hoang. Ô, Đêm Lạnh Chùa Hoang là bài đó anh Thanh Điền anh đánh hay lắm nha. Dạ, đó. Em có thuộc không? Dạ em cũng biết sơ sơ. Em làm bậy một hai câu cho khán giả nghe. Đường chị. Dạ. Dài đường quyền. Dạ đi quyền nha, bây giờ nó không có nhạc nha. Để dành lúc đó ngẫu hứng đi. Rồi, ok. Dạ. Bí mật. Dạ. Cái gì các bạn đang có bao nhiêu khán giả đang xem livestream vậy? Dạ 800 khán giả. Bây giờ mọi người nói là biết chị hát hay lắm, rất là thích động chị ạ. Dạ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì cũng cũng nhờ cái chương trình của anh Coleman và cũng như là của công ty Điền Quân đã giúp cho em là biết đến, gặp được nhiều những cái quý vị khán giả yêu thương, cũng như là được thể hiện cái giọng hát của mình qua cái chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Và bây giờ cũng được may mắn là tham gia cái chương trình Xô Diễn Cuộc Đời của công ty Điền Quân. Thì qua đây thì em cũng xin cảm ơn anh và xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã yêu thương và đã đang xem và ủng hộ cho em. Cái nhà của chị Diễm, cái đợt vừa rồi mà bão lụt á, thì cũng thiệt hại cũng nặng nề, và bạn Khương Dừa cũng có ra đây để giúp cho chị tái thiết lại. Nói chung cũng chưa đầy đủ nhưng mà nó cũng tương đối. Dạ. Thì cái ngôi nhà em thì vừa rồi cũng may mắn là cũng có một cái vị khán giả nào đó thì cũng vô bình luận, thì anh Khương mới biết, mới đọc được cái bình luận đó, mới comment là mới gửi lại cho Tú, thì Tú nó mới liên hệ. Thì ra đây là hỗ trợ cho em 70 triệu. Thì ngoài ra thì cũng có cái người bạn của em cũng đã kết nối và kêu gọi cái nhóm thiện nguyện Ông Vàng ở Hội An, thì cũng có giúp cho em một số tiền để sửa vào cái nhà này. Thì cái nhà này nếu mà tính chi phí, tại vì sửa nhà cho nên người ta không có nhận khoán mà người ta chỉ nhận công, cho nên là nó phát sinh rất nhiều chi phí. Thì khi làm xong là em tính tổng chi phí khoảng tầm 130-140 triệu gì đấy. Dạ. Dạ thì nói chung bão thì vừa rồi đó, nó bị em bị một cái đàn guitar với một cái đàn tranh là nó bị bay luôn không. Thật ra là Diễm là chơi, chị Diễm là chơi nhạc cụ là đàn tranh. Dạ. Nói ngày xưa em học Nhạc viện Quốc gia Hà Nội đúng không? Dạ. Bộ môn là bộ môn đàn tranh. Dạ. Khoa âm nhạc truyền thống bộ môn đàn tranh. Vậy là đợt này nếu mình vào thì mình phải có một hai tiết mục gì để cho... Dạ em có bài độc tấu á. Có bài độc tấu luôn hả? Dạ. Hơi bị dữ nha, mà độc tấu đàn tranh luôn. Nhưng mà giờ phải kiếm cái đàn tranh cho Diễm nữa. Đàn tranh là bộ móng là đầy đủ hết. Đây kỳ vừa rồi bão là cuốn hết. Nó không phải, nó mưa, nó ướt, nó hở hết. Cái móng của mình là cũng cái bộ đó cũng hư. Vậy thì lúc vào mình tranh thủ đi mua đi hả? Dạ. Coi như món quà tặng. Một số hầu hết các nhân vật của Xô Diễn Cuộc Đời là đều có quà tặng. Dạ. Một cái món quà tinh thần. Dạ. Là có khi là một cái ampli đàn, có khi là một cái bộ loa, có khi là một cái đàn. Dạ. Đó thì còn chỗ Diễm thì chắc là mình sẽ tặng một cái đàn tranh để sẵn đó là Diễm biểu diễn luôn. Đàn tranh của thầy Vĩnh Bảo. Biết luôn, biết thầy. Dạ, vừa rồi em anh livestream mấy cái tang lễ của thầy thì em cũng có nghe. Thật là hay, thích. Đàn của thầy bây giờ chắc cũng không còn. Tại vì thầy đóng có một vài cây xong rồi sau đó là ở nước ngoài người ta mua nhiều lắm. Dạ. Nên là thầy đâu có đóng nổi nữa đâu. Dạ. Thôi để mình kiếm cái hiệu đàn nào tốt ha. Đùa. Tại hôm trước thì nói chung là khi mà em nói cái lời cảm ơn thì cũng có một cái chị của người chị kết nghĩa của em, thì cũng là khán giả cũng theo dõi kênh của em thôi. Thì chị bên Canada chị mới viết một bài, nói chung là thì chị cũng là viết bài hát, gọi là viết để mà tức là theo cái cảm xúc thôi. Thì chị viết để tặng riêng cho anh với lại đoàn của anh.
Dạ, viết tặng riêng cho công ty Điền Quân, đặc biệt là anh Coleman. À, chị ở Canada hả? Dạ, tức là chị viết gửi qua mail của em thì em chỉ, nói chung là em chưa thuộc hẳn bài nhưng mà em chỉ viết được một câu là xin cảm ơn lòng yêu thương nhân thế, xin cảm ơn người chở che đời tôi. Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ, máu chảy ruột mềm, lòng quặn thắt đau. Tức là xuất phát từ cái sự chia sẻ của anh cũng là của anh em ekip thì chị mới nói là thôi bây giờ mình nói lời cảm ơn thì nó cũng không gọi là, tức là người ta dễ nghe nhưng mà nó sẽ phôi phai, nhưng mà khi cái bài hát này mà nếu như mà được trình bày thì nó em nghĩ là nó sẽ còn âm hưởng. Dạ. Có chị dạ, viết còn dạ ra. Viết tặng riêng cho anh Coleman và anh công ty Điền Quân cũng như là ekip làm cái show diễn cuộc đời này nó. Ồ vậy hả? Dạ. Nhưng mà gửi cho dạ gửi cho em, tức là chị muốn nhờ em hát nhưng mà bây giờ em chắc là em sẽ hát nhưng mà bây giờ thì chị vừa mới gửi qua cho nên em cũng chỉ thuộc được cái đoạn đó. Còn cái điệp khúc với lại còn đoạn sau nữa thôi. Nó cũng khoảng tầm 3-4 phút gì đó. Dạ. Viết điệu xì lâu. Mình không biết chị tên gì luôn ha. Dạ chị Như Hoa, chị Nguyễn Thị Như Hoa. Dạ. Dạ em có số điện thoại luôn. Dạ. Dạ. Không biết là giờ này chị Như Hoa ở bên Canada còn thức hay không. Thì Coleman thay mặt anh em trong ekip show diễn cuộc đời và cả chị Bích Diễm thì xin gửi lời cảm ơn đến chị. Cái tình cảm của chị đã dành cho anh em nhà mình. Dạ. Thật sự rất là xúc động luôn á. Mình thấy cái việc mình làm nó nhỏ nhoi lắm, nó đâu có đáng gì đâu mà để nhận được một cái tình cảm mà nó to lớn như vậy. Dạ. Dạ. Chị kêu là bây giờ nếu như mà Diễm hát được thì chị sẽ tài trợ mọi chi phí để mà Diễm có thể là làm nhạc rồi sản xuất ra bài này để mà gửi tặng cho anh Coleman, trực tiếp cho anh Coleman và đặc biệt là ekip của show diễn cuộc đời cũng như là các cái mạnh thường quân đang yêu thương và chia sẻ đồng cảm với những cái nhân vật mà được tham gia những cái tập trước của show diễn cuộc đời nữa. Dạ. Tức là quý mạnh thường quân mà theo thường xuyên của anh á. Dạ. Kính thưa quý khán giả thì show diễn cuộc đời thực sự là đã đi tới tập thứ 4 và nếu mà quý vị các bạn yêu thương các cái nội dung của Coleman thì chắc là quý vị các bạn vẫn còn nhớ là vừa rồi mới cách đây mấy hôm thôi, 3 hôm thôi thì show diễn cuộc đời đã diễn ra tại thành phố Buôn Mê Thuột ở Đắk Lắk và cái nhân vật của tập thứ 4 đó là thầy Trường, người sáng tạo ra cái violon tre. Thì tập thứ 5 thì mình cũng xin trân trọng thông báo với quý khán giả là tập thứ 5 là sẽ là anh Trần Nên cũng là một cái người khiếm thị, vừa đàn vừa hát cổ. Yeah. À, và anh hiện anh thì có một vợ và ba con, nhưng mà vợ anh thì cũng đi nơi khác sinh sống, dắt đứa con một đứa út đi, còn lại bây giờ anh đang sống với một đứa con gái, còn một đứa con trai lớn của anh năm nay 18 tuổi thì không biết làm sao đi, bỏ nhà đi một mất biệt. Thì cái tập kế tiếp á là tập thứ 5 là vào ngày 30 tháng Giêng năm 2021. Thì bối cảnh thì chắc có lẽ sẽ diễn ra tại Hậu Giang, ngay nơi quê hương của anh luôn, mình cũng chưa xác định được cái chỗ. Thì chỉ có thông báo trước cho quý bà con cô bác biết được. Chiều nay thì mình sẽ tiếp tục up một cái video clip nữa của anh Trần Nên lên để quý vị các bạn xem. Thật sự anh này cũng rất là mộc mạc. Tài năng thì cũng tự học luôn. Yeah. 14 tuổi là ôm cây đàn cổ rồi tự học, rồi tự đàn, tự hát, rồi tự sáng. Thậm chí là anh còn có khả năng sáng chế nữa. Yeah. Đó. Uống vô 6 ly là bắt đầu anh gọi là hát mép á. Vui lắm. Rồi yeah. sau anh Trần Nên thì cái tuần kế tiếp đó mặc dù nó rất là sát nhau nhưng mà mình cũng muốn là thực hiện cái tập suy diễn cuộc đời tập thứ 6 cho chị Bích Diễm trước Tết. Đó, mình cũng hy vọng là trước Tết thì cũng nhận được một sự ủng hộ nào nó tương đối nhất định của quý mạnh thường quân để mà chị Diễm có một cái số tiền nho nhỏ để cùng với gia đình ấm no hơn ngày Tết. Dạ. Dạ em cũng xin cảm ơn tất cả mọi người nhưng mà em muốn là cái lời cuối của em thì thay vì cái lời cảm ơn thì em xin phép là được hát cái bài lòng tri ân này để mà gửi đến anh cũng như là mọi người làm chương trình cũng như là tất cả quý mạnh thường quân trong cái buổi live show hôm đó. Dạ.
em sẽ hát bài này là cái là dạ. Dạ, cái thứ là cái là bài lời tri ân là lòng tri ân ạ. Lòng tri ân là dạ. Bài của cái chị dạ chị Như Hoa. Như Hoa. Chị Như Hoa ở dạ. Canada sáng tác á. Dạ. Dạ. Ồ. Dạ. Rồi, quý vị các bạn đang xem livestream mình có muốn nghe chị Diễm hát một hai bài không ạ? Chưa tính hát bài gì? Hả? Cho vừa lòng em không phải có bài tình em xứ quảng này thôi để giờ mà nghe luôn nè rồi nhiều người yêu cầu là bài kiếp cầm ca nè rồi nhiều bài quá trời người ta yêu dạ, cầu mọi người sao? Nếu mà mọi người đồng ý thì bây giờ kiếp cầm ca thì em sẽ hát trong Win Coleman cho vui ạ bài kiếp cầm ca à, khi biết em mang kiếp cầm dạ. Ca em đánh chị hát Win Coleman anh bây giờ mình bảo biết hát nhá. Ok. Thôi, đừng mà biết. Mà biết là nó bị. Mà biết đúng rồi. Kệ coi như mình chơi thôi, như bây giờ cây nhà lá vườn đi. Thôi rồi hát. Đúng rồi. Dạ, thôi hát luôn đi. Mở lời mà này. Khi biết em mang kiếp cầm ca đúng rồi. Ồ, chạy luôn. Chứ không phải phận tơ tầm đâu anh nghe. Rồi, ok anh biết rồi. Nói chung là anh được cái bài nào anh cũng biết mà bài nào anh cũng hát dở hết á. Dạ bài nào anh cũng biết nhưng mà phải sạch lời đúng không? Tại lâu quá không hát á. Dạ. Rồi, em cái đoạn nào tức là hát xong ca đúng không? Em đoạn anh đoạn. Dạ đúng rồi, em khi nào em dừng thì anh hát. Rồi ok. Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho mọi người. Bỏ tiền mua vui hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không đừng nói nữa em ơi xin đừng nói nữa làm gì anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đang được yêu tình yêu em sợ tình yêu vì tình yêu như là hương hoa là mai sau em mất người yêu em khổ thật nhiều ngày mai trên đường phố này những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ xa lìa ánh đèn có anh đưa em về bên mơ khi chót mang duyên kiếp cầm ca em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời chỉ cần anh thôi còn tin em nữa không đời vẫn thế em ơi xin đừng nhắc đến tình đời em nhớ rằng đời là gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhau tục view rồi đúng không? Tục view rồi phải không? Dạ, anh. Ồ, dạ, tôi có view lên. Hồi nãy đang 900 mấy, mình sợ anh tục view. Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho mọi người, bỏ tiền mua vui, chỉ cần anh thôi, còn tin em nữa không? Đừng nói nữa, em ơi, xin đừng nói nữa làm gì anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đáng được yêu tình yêu em sợ tình yêu vì tình yêu như là hương hoa là mai sau em mất người yêu em khổ thật nhiều ngày mai trên đường phố này con em về xóm nhỏ xa lìa ánh đèn có anh đưa em về bên mơ khi chót mang duyên kiếp cầm ca em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời chỉ cần anh thôi còn tin em nữa không đời vẫn thế em ơi xin đừng nói đến tình đời em nhớ rằng
đời là gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhau. Ngàn rưỡi không? Vẫn ngàn rưỡi. Trời, mỗi lần tôi hát tôi hồi hộp tôi sợ tụt view mà. Kỳ lắm luôn á, mỗi lần mình hát cái bà con yêu cầu mình hát cái là tụt view là lạ. Hay quá Diễm ơi. Hát với Diễm khớp quá. Trời ơi, mới có 11 giờ sáng rồi cho nên là nó trời lạnh lạnh nó còn. Dạ giọng rốt, nó không có chưa được tốt. Rót nước. Rồi. Rồi để coi nha, các bạn yêu cầu bài gì nữa nha. Rồi thôi chắc là xin hát một hát để hát một bài nữa rồi xin tạm biệt quý vị khán giả nha. Để dành cho show diễn cuộc đời ha. Rồi quý vị các bạn có gì các bạn comment thêm là thích chị Diễm hát bài gì trong show diễn cuộc đời á. Thì ban biên tập sẽ ngồi nước nóng quá. Nước lọc, vô lấy nước lọc. Nếu mà em tính uống nước lọc sợ là trời lạnh uống trà cho nó ấm. Ấm anh giọng. Sợ nó vướng cổ á. Nước lọc nước nguội á. Rồi nối lại tình xưa. Trời ơi trời. Bài này hơi dài nghe. Bài này mà. Thế có thể bà con có thể yêu cầu cái bài gì dễ dễ không được không? Bài gì mà song ca cho dễ dễ. Thôi nói để cho. Quý bà con, cô bác thân mến, xin được nhắc lại là show diễn cuộc đời tập kế tiếp là sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng Giêng năm 2021 tại Hậu Giang cùng với anh Trần Nên. Và cái tập thứ 6 là sẽ diễn ra với chị Bích Diễm tại Cần Thơ, Vạn Phát. Hồi nãy có bạn nào hỏi đó thì mình cũng xin trả lời luôn là cái địa điểm ở Cần Thơ là Vạn Phát Riverside. Vì vì nơi đây là hỗ trợ rất là tốt và cái sân khấu rất là rộng rãi. Rồi các bạn nào không thể đến xem được hai cái tập show diễn cuộc đời mà rất là độc đáo thú vị này thì quý bà con cô bác cũng có thể là ủng hộ cho các nhân vật của chúng ta, anh Trần Nên hoặc là chị Bích Diễm thông qua cái đầu mối là Nga Xoài Chua là trợ lý. Dạ quý vị các bạn vui lòng gọi số điện thoại 0936842505. Đó là số điện thoại của Nga Xoài Chua để đóng góp cho chương trình livestream hiện tại. Kêu gọi liền nhỉ. Dạ hai anh em tụi tôi cũng chưa có cơm ăn nào, đang ngồi đang chờ đồ, đang đói quá. Dạ quý vị các bạn nếu thương thì chuyển tiền liền giờ hai anh em tôi đi kiếm gì ăn. Trời. quá lộ. Dạ show diễn cuộc đời xin được nhắc lại là chị Bích Diễm. Bích Diễm sẽ là tập thứ 6 diễn ra vào ngày 7 tháng 2 năm 2021. Dạ. Sau một tuần sau anh Trần Nên. Dạ quý vị các bạn thông xin được trân trọng thông báo với quý vị các bạn nha. Đó, rất là mong mọi người ủng hộ và đợt này thì mình sẽ mời chị Diễm cùng nếu được thì cùng với lại mẹ chị Diễm, nhưng mà chưa biết chị Diễm, mẹ chị Diễm có đi được hay không. Đó thì sẽ đến với miền Tây mến yêu. Chị Diễm thì đó quý vị các bạn chắc hồi nãy phần đầu chưa nghe. Một trong những cái ước mơ của chị Diễm là được có một lần đi miền Tây và đi chợ nổi Cái Răng. Chị Diễm chưa bao giờ được đi trên chợ nổi hết. Thì mình cũng nghĩ là đây là cái dịp mà ngoài những cái quà tặng khác như là của chương trình ha, thù lao rồi cái sự đóng góp bằng vật chất của quý khán giả thì mình cũng mong rằng là có một cái kỷ niệm nào đó với chị Diễm. Và quý vị các bạn có đồng ý không là từ lúc làm show diễn cuộc đời là giọng ca của Coleman nó cũng có lên chút xíu á. Giờ này mới sáng sớm mà trời lạnh mà tôi kéo cái đó là cũng đu theo đu gió, cái này gọi là chương trình đu gió của Coleman nha mà. Cô làm bài cô. Cô cười cô ngứa ngày rồi. Con gái của mẹ. Cô hả? Con gái cưng của mẹ. Con gái của mẹ. Cô làm bài cô. Làm bài Mẹ thương bao con thân gái đục trong. Mai kia mốt nó con đi lấy chồng. Giờ thì ba má chiều cưng chẳng thèm liệu lo lấy thân. Lỡ mai về bên khó lòng. Nhà người ta xem chẳng dễ gì đâu.
ba bên bốn họ nhìn ra ngó vào. Họ hàng cô bác thì đông, mẹ chồng em dâu biết không, đứng ngồi nói năng lựa lời. Hoang quá, dù người ta, dù người ta yêu thương quá. Má ơi, chạy rồi chạy. Có bạn hỏi đu gió là gì? Đu gió là gì? Trời ơi, cái bài, mấy cái bài chị Diễm hát mà. Rồi, đó, đó, đó. Đó. Nè, chị Diễm, kính thưa quý vị khán giả, là chị Diễm cũng có chia sẻ là cái người mà truyền cảm hứng ca hát cho chị Diễm không ai khác hơn là mẹ của chị. Đúng không, Diễm? Mong người mà truyền cảm ơn hứng đầu ca hát cho dạ. Diễm là mẹ chị Diễm. Dạ. Dạ thưa cô, năm nay cô bao nhiêu tuổi ạ? 62 tuổi hả cô? Ồ. Là cái lần đầu tiên mà là đi hát thôi, năm đó là có đi theo bác. À, là cô đi hát xong rồi cô dắt Diễm đi theo. Là năm nào cô nhớ không cô? Dạ đâu, ý là hát mãi ước mơ á, mà em nói là hát mãi ước mơ là em đi hát thì mẹ có đi theo bồng không, bé hồi nhỏ xưa, hồi khâu. Xưa á cô. Cái hồi xưa là ý là hồi xưa hồi xưa nhỏ đi theo có đi học ở trường, có trường đồ tậu. À. Nhưng mà em, nhưng mà Diễm còn nhớ là cái lần đầu tiên mà em nghe mẹ hát là năm nào không? Dạ lúc em còn nhỏ anh. Khi mà sinh em ra thì 4 năm tuổi thì mẹ em cũng đã đi hát cải lương. Tức là cái thời mẹ em là cùng thời với ba mẹ của bé bọn em đang ngồi đây luôn. Là lúc đó là mấy chị em rồi mấy anh em cũng có đi hát thi, đi hát diễn, gọi là hát cho đồng bào tôi nghe. Cho nên là hát lúc đó là hát miễn phí thì bà con thương thì có người thì cho mít, cho khoai lang rồi đó, ví dụ như đó. Dạ. Vì lúc đó là mình hát không có bán vé thì mọi người thích cho gì thì cho. Dạ. Cái Diễm kể hôm trước mình còn nhớ có một cái kỷ niệm mà nó rất là buồn, đó là Diễm đi hát xong rồi bị lừa đúng không? Dạ lúc hồi đó em còn nhỏ, em mới có 5 tuổi thôi. Dạ. Thì khi em ra ngoài kia em ngồi chơi thì vô tình để em ngồi hát một mình chơi, thì lúc đó mình rất là thèm hát, lúc nhỏ còn thèm hát. Thì có một cái ông đó, ông tới ông dẫn đi, tức là gọi là bây giờ gọi là hình thức đi xin đó. Dạ. Thì ổng dẫn vô trong đó, ổng dẫn, ổng cho một, ổng đưa một cái mũ tràng, mình cầm cái mũ này là ổng dẫn thấy hàng này đến hàng kia trên chợ Tâm Kỳ bây giờ đó. Thì lúc đó còn nhỏ quá, ổng nghĩ là ổng cho mình cái kẹo thì mình nghĩ là thôi chú cho kẹo thì con đi thôi. Hay là ổng dẫn đi xin thì lúc đó bà con thương, rất là thương, cho người 500 đồng, người 50 đồng, người 100 đồng, lúc đó là rất là lớn. Thì có một mũ luôn. Thì khi mà em cầm cái mũ thì rất là nhiều, nhưng mà khi đem về là khi mà đánh cái hàng khác thì là cái mũ trống trơn không còn gì hết. Dạ. Yeah. Và tức là ông đó lấy hết. Đến tối thì về nhà ổng dắt về bên trong đó thì ông nó lớn rồi. Thì mẹ em mới đi kiếm không được là nhờ ông cậu mới biết ông này nên là dẫn. Mới lên dẫn về lại, thế là ông cậu đem đưa cái ông đó xuống xã là phạt cho ông 100. Trời ơi. Dạ. À cái bé nãy bé nhỏ chạy ra đó là con hay cháu của em vậy? Dạ con em, con nhỏ lúc hát mãi ước mơ thì nó mới có 2 tháng 17 ngày. Ồ. Thì bây giờ nó được như vậy á. Em mấy tuổi rồi? Dạ bây giờ được gần 2-3 tháng. Gần 23 tháng, gần 2 dạ. tuổi. Dạ. Ồ. Là con hôm trước anh nhớ là em nói là bé này là con sao anh quên mất rồi. Dạ. Sao ý là bé này thì là bé thứ hai của em. À bé thứ hai. Dạ em là bé thứ nhất là học lớp 6. Rồi. Dạ là bé thứ hai là đây đang ở đây. Ừ. Dạ, là thì thực tế thì em thì là mẹ đơn thân ạ. À, mẹ đơn thân. Dạ. Ồ. Là cả hai đứa đều vậy luôn. Dạ. Ừ. Rồi thôi bây giờ chắc có lẽ là trước khi kết thúc livestream này thì chắc là xin phép mời bá mời cô song ca một bài nhẹ nhẹ đó, nhuyễn nhuyễn. Cái này là kỷ niệm đó cô. Dạ.
mẹ mấy hôm nay là bệnh cho nên là mất hát thì không bà chị mất thuộc bà chị mất hát không đánh nha. Dạ vui vui đó con. Đó cô thấy con dạ. Không thuộc lời. Dạ. Cô hát bài gì đó bé gái nó mở lời. Tùy quá. Thích bài gì hát bà nói đi. Rồi xưa cơ hồi xưa cô hát cổ hả cô? Cổ nhưng bây giờ không có ai đánh đàn. Em đánh không được. Em mới đánh cổ. Tùy quá bà chị mất hát đi. Dễ thương quá đúng không? Dễ các bạn. Lá diêu bông. Dạ. Lá diêu bông. Là lời gì? Lá diêu bông của Trần Tiến á. Trời có nhiều bạn yêu cầu bài gánh mẹ quá trời. À anh nghĩ là cái chương trình của dì Diễm á nên mời thêm một bạn nữa. Mời Nhất Sinh á. Đúng không? Đừng có. Giờ mời Nhất Sinh hát giao lưu với chị nữa là rất hay luôn. Tại vì nhờ một bạn nào nói cái chữ bài gánh mẹ nè mình nhớ. Chị Diễm kết hợp với Xuân Hòa là số 1. Rồi cảm ơn bạn nha. Tại bạn Xuân Hòa thì sẽ có một tập riêng nha. Lời số buồn. Em coi chừng nửa chừng nó tắt đó. Có chú bướm vàng bay theo đó là chúng tôi đã cố gắng hết sức. Rồi mà đợt này cô không có vô được ha, hơi uổng ha. Dạ. Nói chung là cũng có con bé nhỏ nữa mà. Dạ. Cũng cần Tết nữa cho nên là. Tết thì dọn dẹp giờ nữa thì không nói rồi nhưng mà ẩm nó đi thì. Có bé nhỏ ẩm vô nó quậy lắm. Thôi qua. Bài gánh mẹ đi chị, đi anh đi chị ơi. Rồi thôi nha, bài này nữa thôi nha. Trong cho tôi đi kiếm cơm nha. Kiểu này là đi cho Coleman đu gió đi đi kiếm cơm với chị Diễm được rồi đó. Cho con gánh mẹ một lần. Cả đời mẹ đã tạo tần gánh con. Cho con gánh mẹ đâu non. Cả lòng mẹ đã gánh con biển trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù để con. Để con gánh mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm rộng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cò lặn lội sớm mới vai gầy. Mẹ già lá sắp xa cây, giờ kêu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sông biển dạt dào, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi.
ơi, đâu bằng bóng hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Cho con gánh mẹ một lần, tạo tần gánh con. Cho con gánh mẹ đầu non, cả lòng mẹ đã gánh con biên trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, hát đi. Vì con hạnh phúc, để con gánh mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm rộng ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cô lặn lội sớm mai vai gầy. Mẹ già lá xa cây, lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sông biển xa rào, con sao gánh hết công lao một đời. Cài áo đúng nơi, đâu bằng bóng hiu. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh xin lỗi quý vị là vì cái bài này cũng khá trẻ cho nên là mẹ cũng chưa thuộc lắm cho nên là mong quý vị thông cảm. Dạ. Dạ. Nhưng mà rất xúc động đúng không quý vị khán giả? Dạ. Mình thấy có rất nhiều các bạn comment là xúc động quá, quá xúc động, nghe tự nhiên nghe chị Diễm hát là nổi da gà luôn, và có rất nhiều bạn nhớ mẹ. Dạ. Thì dạ thôi, tính có lẽ là đến đây thì comment sẽ được khép lại cái livestream này tại đây. Con xin chào tạm biệt quý khán giả và cũng mong là quý khán giả tiếp tục yêu thương ủng hộ cho show diễn cuộc đời sắp tới. Chị Bích Diễm của chúng ta sẽ tham gia, chị Diễm Tam Kỳ, nói chung là nói Bích Diễm nhiều khi mọi người không biết, chứ cứ nói chị Diễm Tam Kỳ hát mãi ước mơ là rất bà nhiều người Diễm biết. Tam Kỳ. Bà Diễm Tam Kỳ chân thành gọi bà Diễm Tam Kỳ. Dạ, chị Diễm Tam Kỳ sẽ xuất hiện trong tập thứ 6 của show diễn cuộc đời vào ngày 7 tháng 2 năm 2021 tại Vạn Phát Riverside Cần Thơ. Mong quý vị các bạn ở Cần Thơ đến xem và ủng hộ. Và trong cái chương trình của chị Diễm sắp tới, mình cũng sẽ mời được anh Thanh Điền sẽ cùng hòa ca với chị. Anh Thanh Điền sẽ đàn và thậm chí anh Thanh Điền cũng có thể hát song ca nữa, và hy vọng là cũng sẽ có thể mời được thêm bạn Nhất Sinh đó. Bạn Nhất Sinh cũng là tham gia trong cái chương trình Hát Mãi Ước Mơ với cái ca khúc Gánh Mẹ nãy, thì có một số khán giả nhắc đó, nên mình chợt nhớ vậy. Hy vọng là chương trình của chị Bích Diễm vào ngày 7 tháng 2 năm 2021 sẽ rất là đặc biệt và rất nhiều cảm xúc. Quý vị và các bạn yêu thương ủng hộ cho chị Bích Diễm thì vui lòng gọi số điện thoại cho Nga Xoài Chua 0936842505 hoặc fanpage của Nga Xoài Chua để liên hệ. Nga Xoài Chua sẽ hướng dẫn, là cái đầu mối duy nhất của Colorman, sẽ hướng dẫn quý vị các bạn làm sao để ủng hộ cho các nhân vật của chúng ta. Dạ. Những cái comment của quý vị cũng như là những cái tràng vỗ tay nhỏ nhỏ của quý vị cũng là cái lời động viên khích lệ cho Diễm trong cái live show sắp tới. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Rồi, anh gửi cho bác ít quà. Dạ, gửi bác. Dạ, gánh mẹ. Bây giờ gánh không biết gánh có nổi không nữa. Dạ. Chào anh, có nhờ anh. Chào con. Dạ, là bé lớn em ạ. Dạ. Dạ. Rồi, dạ, xin chào tạm biệt các bạn nha. Xin chào tạm biệt. Dạ. Dạ. Để dành cho cái chương trình show diễn cuộc đời hôm nay chỉ là một vài tiết mục nhẹ nhẹ thôi, tại vì chị Diễm khi mà Diễm đàn thì sẽ bị phân tâm không á. Dạ, không đúng hát rồi. Được. Dạ. Với lại cái chị Diễm không phải sở trường là đàn guitar. Dạ, đúng rồi. Mà là đàn tranh. Chúng ta sẽ được xem một tiết mục độc tố đàn tranh của chị Diễm. Rất là tài năng, không phải là chỉ ca hát. Lúc đầu mình nghĩ là Diễm là người tài năng ca hát, nhưng không phải. Có một cái giọng ca đặc, rất là đặc biệt luôn.
Nhưng mà bên cạnh đó là Phúc đã có nhiều năm học tại trường Nhạc viện Quốc gia ở Hà Nội và bộ môn đàn tranh rất là đặc biệt. Dạ, xin chào tạm biệt quý khán giả. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn.